Xin chào mọi người, hôm nay mình rất hào hứng vì mình trở lại với sản phẩm này rất là mới cũng như là rất là hay bên với bên mình. Mình mới nhập sản phẩm này về thì mình bán rất là chạy với cái độ thuận lợi rất là cao và cũng như là nó rất là rẻ. Mình đang bán sản phẩm này, bộ sản phẩm này với giá là 5.000 bộ. Chúng ta sẽ có được những thứ như hình này. Đây là một cục nhà. Các bạn mới vào bạn sẽ không biết đây là cái gì. Chức năng dùng cái gì mà lại mình quảng cáo rầm rộ như vậy. Thì đây là cái sản phẩm là bộ hẹn giờ tắt mở thiết bị. Bộ này mình đang bán với giá là 50.000, 50.000 nha. Chỉ có cho mình bán giá 50.000 thôi, bạn chỗ khác tìm là hơn giá cao hơn rất là nhiều. Thì đây các bạn sẽ thấy là nó rất là nhỏ gọn trong tầm tay. Và cũng như là đây là có ba chấu nha. Nếu nhà bạn nào xài ba xài điện mà ba pha lâu xài điện ba chân thì có thể là dùng luôn, nếu không thì hãy mua cục này về gắn vào đây xong rồi dùng thôi, không có gì hết. Thì bình thường đấy, cái này thì chả gì cả, cái này để chân này để chân thôi, chả có tác dụng gì. Để chân phía dưới đây mình mở ra rồi, mở xe này xem rồi em thấy chỉ lấy hai chân này để bỏ chơi thôi chứ để có kiểu thôi. Thì đây là sản phẩm chính của chúng ta sẽ có là ở đây là một phần phía trên này cũng như là ba cái này. Nếu các bạn nào xài điện ba chân nữa thì có thể cắm vô ba chân luôn, hoặc là xài điện hai chân thì cắm vô hai chân bự này thôi, ok không? Thì cách dùng rất dễ, mà nếu mình xài dụng điều vụ đây là cái cục sạc điện thoại đi vô đây thôi, nếu có gì đâu. Thì cái này thì chúng ta dùng để hẹn giờ tắt thiết bị, hẹn giờ tắt thiết bị nha, chứ không không có mở, tắt 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 là tắt luôn, không có mở. Ứng dụng nó sử dụng trong modem wifi hoặc là xài điện thoại khi chúng ta đi ngủ, đúng không? Rất là tiện dụng, mình đang dùng cái này rất là tiện dụng khi đi ngủ, đang xem wifi chơi game các kiểu mà lấy về mắt đi ra ngoài tắt wifi nữa mắc mẹ rất ngủ ngon rồi. Thì mình để xài cái này luôn thì nó sẽ gọi là hay hay, cũng như là không cần phải can tắt wifi hay là sợ sạc điện thoại qua đêm nữa. Lúc xưa sạc điện thoại qua đêm cứ sợ phập phồng sẽ nổ như nào, mình đang sử dụng một cái quả bơm khi đi ngủ, nhưng mà bây giờ thì không, mà bây giờ thì mình có cái này rồi, mình chỉ cần mình căn chỉnh cái này thời gian đúng vừa sạc cái vừa đủ điện thoại mình đầy thì mình nó tự động nó tắt thôi. Ví dụ đi thôi mình đang xài đang xài Redmi Note 4X của Xiaomi thì mình sạc khoảng 2 tiếng rưỡi thì mình căn tới đây giữa này mình để đây thì nó sẽ sạc đầy thôi, tự động tắt. Thì đây có một số thông số đây, bạn đọc thử. Đây thì vừa xuất xứ là China, China đó. Đây đây có thể dòng điện tối đa là 10 A, công suất tối đa là 2.200 W và dòng điện của mình là 220 V AC. Thì bên thì đây có công tắc này, các bạn không cần quan tâm, các bạn chỉ cần đẩy lên thì được. Đây thì mở ra thì mình biết đây là công tắc hành trình thôi, và chức năng công tắc hành trình là gì các bạn biết rồi, là để dùng để đảo chiều thôi, chả có gì quan trọng ở đây cả. Vì mình nghĩ mình nếu mình gạt xuống á thì thời gian sẽ quay ngược lại, nếu mình gạt lên thời gian sẽ quay đúng theo kim đồng hồ. Đó, vậy thôi, mình nghĩ là nhà sức làm cái công tắc này có tác dụng gì không mình không biết luôn. Thì đây thì đơn giản thôi, nút dặn này chúng ta xoay như này đó, như này là up, như này là mở chỉ xong, xoay khoảng tới mình muốn 2 tiếng nữa là cái điện thoại mình sạc đầy mình ngừng đi thì mình xoay 2 tiếng. Đây mỗi số là một 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 tiếng 1 giờ thì mình sẽ để xong mình cắm điện vô. Cái này đặc biệt là khi bạn cắm điện vô thì nó mới hoạt động, nó mới này nó mới hoạt động, xoay về vị trí số 0. Đây là cơ bên trong có những cái gọi là những cái dây 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 thiều rồi mấy cái bánh răng bên trong á, khi hoạt động nó sẽ quay bánh răng là cho này chuyển động từ 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 từ, từ, từ tới số 0 này nó sẽ ngừng lại cũng như là ngắt điện. Ok, mà khi cắm điện nó mới hoạt động nha, để gì nó không không quay đâu. Thì không này rất là rẻ thôi, có 50.000 chúng ta không không sợ sạc qua đêm hay là cái gì nữa cả, quá quá rẻ cho một cuộc tình. Nếu các bạn nào xài hai cháu trong mình thì mua này này vừa gắn vô thôi, chả có gì quan tâm. Cái này có mua là 10.000 cái này của hãng sữa cà phê sữa Vina luôn, đây cà phê sữa Vina hãng rất là lớn đúng không, này làm cái chu điện đây có bóng đèn luôn.
Ok, mọi người đã theo dõi video này, thấy hay thì like, subscribe kênh giúp mình. Nếu có muốn mua thì cứ liên hệ mình, số điện thoại sẽ để dưới video này. À, chào mọi người.